Xin chào các anh chị em. Hôm nay Garage sẽ quay lại với một đôi giày Raptor S1V. Đây là một đôi giày có một thiết kế rất là đẹp mắt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sâu hơn về đôi giày Raptor S1V này nhé. Đầu tiên thì hãy đi vào cái thiết kế của đôi giày Raptor S1V. Đây anh em có thể nhìn thấy đôi giày Raptor S1V này là một đôi giày có thiết kế rất trẻ trung, thể thao với kiểu dáng đẹp mắt, form rất là ôm chân. Đấy. Rất phù hợp cho những người có công việc đi làm nhưng mà cũng phải giao tiếp nhiều. Và đôi này là một đôi giày có thể vừa mang đi làm, vừa mang đi chơi rất là thoải mái. Ok, và tiếp theo hãy cùng đi đến cấu tạo chính của giày. Thì bây giờ thân giày có được làm cấu tạo từ lớp vải mesh, thì cái lớp vải mesh này sẽ giúp cho đôi giày đạt đủ tiêu chuẩn S1V, làm việc tốt trong môi trường khô thoáng, thoáng khí. Và cái lớp vải mesh này rất tốt cho những ai phải đi giày lâu ngày và hay ra mồ hôi chân vì nó có khả năng chuyển khí ra ngoài. Đây anh em có thể nhìn thấy tấm lót lưới này sẽ điều phối khí từ bên ngoài vào, giúp cho chân trở nên khô thoáng hơn. Và bên trong đôi giày thì cũng có một cái lớp lót giày SJ Flex rất là nổi tiếng trong dòng giày của Safety Joker. Thì lớp lót này có cái phần giữ đế rất là dày, rất là êm, khiến cho người đi cảm thấy thoải mái. Và đó là về phần thân giày và phần lót giày. Tiếp theo hãy cùng đi đến một cái đặc điểm rất chi là đặc biệt của đôi giày Raptor này, đó chính là cái lớp lót đệm. Thì cái lớp lót đệm này nó có tác dụng giúp cho người đi giảm cái áp lực ở trên cái gót chân, khiến cho ai phải làm những công việc di chuyển nhiều, làm việc đi đứng lâu ngày thì cái lớp lót đệm này nó sẽ hỗ trợ lực cho cái đôi chân của mình trở nên nhẹ nhàng hơn khi đi. Rất là giống cái thiết kế của đôi giày Air Force One nếu mà ai đã từng đi đôi giày Nike. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái đế giày. Đế giày được cấu tạo từ cao su PU cao cấp, giúp có khả năng chống trơn, chống trượt. Và đây nó cũng có ghi luôn là chống dầu và cái độ đàn hồi cũng rất là cao. Thì cái đế giày này đã có một cái thiết kế những cái đường viền rất là khoa học để giúp cho người sử dụng có thể giữ được thăng bằng trong những cái môi trường hoặc là trong những cái độ cao nhất định. Thì đó là những cái đặc điểm, đặc tính nổi bật của đôi giày Raptor này. Và một cái đặc tính rất là nổi bật và rất là hay nữa của đôi giày Raptor này, đó là toàn bộ đôi giày không có một chút kim loại nào, rất phù hợp cho những ai làm việc trong môi trường hay phải đi qua máy tử. Thì mũi giày được làm từ mũi composite, tuy rằng không phải kim loại nhưng mà còn cứng hơn cả thép và có khả năng chịu lực cao hơn. Thì đấy, và đế giày ở bên trong có một lớp Kevlar chống đỉnh, và thế nên là đôi giày này có một trọng lượng rất là nhẹ, phù hợp cho ai đi làm trong môi trường khô thoáng và có thể đi cả suốt một ngày dài. Thì đây là những cái đặc điểm đặc biệt của đôi giày Raptor S1V. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đặt mua các sản phẩm trên tại Garage với các chính sách bảo hành và ưu đãi hấp dẫn, đường dẫn được gắn ở phần mô tả của video.